Em kính chào tất cả cô chú anh chị em mình nha. Trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương. Thì con này là con NF60 anh em nha. Thì máy này là em mới đem ra vệ sinh bánh rửa sạch sẽ. Máy còn rất là đẹp ha. Bao nhiêu là ok ha anh em ha. Nước xanh nó còn đây ha. Đấy. Bao zin 100% anh em nha. Bao zin cho anh em nha. Ly lọc dầu rồi em vệ sinh sạch sẽ hết cho anh em này đó, ha. Đó. Chạy gan thì là thì thầm mùa xuân ha. Ok nha anh em. Đó. Máy chạy rất là ok ha. Đây là NF60 nha. Công suất nó 6 ngựa anh em á. Rồi anh em nào mua thì cứ liên hệ ha. Rồi về cái đời cô Cúc về ha. Đây của nó đi theo của nó đây anh em ha. Có cái này nữa anh em nha. Anh em mua là em giao cái này cho anh em luôn nha. Bao zin 100% nha. Đấy. Thì Mitsu 55 thì con NS40 đẹp về là con NS70 lục thùng dầu thì em thì con Mitsu em bán rồi ha. Mấy con này chiều này là em giao ha. Giờ anh em nào mà chốt được con NF này thì liên hệ em cho chốt luôn à, em giao cho luôn ha. Máy đảm bảo zin 100% ha. Ok cho anh em. Đấy. Máy chạy thì thầm mùa xuân luôn á, 50 lát rồi đó đó ha. Vô lửa nó còn đen đen ha. Zin 100% á. Nước xanh trong còn ha. Anh em nào mua liên hệ ha. Rồi chào anh em. Anh em cần gì thì cứ liên hệ nha, máy giờ còn nhiều lắm ha.